chào cả nhà nha. Vâng, lại là Miền đây nha. Và ngày hôm nay thì Miền sẽ review một loạt C50 phân khối cho anh chị em bà con. Như đã hứa thì hôm nay Miền sẽ quay dòng C50. Nhà thì còn nhiều xe và mỗi clip thì Miền đã dành ra để quay mẫu xe khác nhau để anh chị em bà con tham khảo và lựa chọn. Tiếp tục hôm nay Miền sẽ review dòng Cúp 50 với C50. Mùa học sinh đúng đáng đến rồi. Nếu như thời điểm này mà không dịch là đã rầm rộ đi mua C50. Nhưng mà dịch bệnh ở Dĩ An, Bình Dương và Sài Gòn thì khá là phức tạp, nên là hình như là mọi cái hoạt động đều bị ngưng trệ lại mọi người ạ. Và bây giờ thì em Miền cứ quay. Nếu mà người chưa có ý định mua thì có thể lưu số điện thoại em Miền lại nhé, 0967424911. Và khi nào có nhu cầu mua thì mọi người cứ liên hệ với em Miền sẽ ship xe hỗ trợ trong phạm vi 70 cây số đổ về cho anh chị em bà con nhé. Và ở trước màn hình của anh chị em bà con là một loạt xe 50. Tại thời điểm này thì em Miền có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiếc xe 50 chạy dành tặng cho anh chị em bà con. Xe này thì dành cho những anh chị em bà con, những cái bạn bè học sinh nào mà chưa có bằng lái thì mình đi rất là an toàn và tránh được cái sự bắt của cái luật Việt Nam về giao thông. Và đầu tiên em Miền sẽ review một chiếc xe màu xám lông chuột, một chiếc Cúp 50 biển 66VA05652. Dòng xe 50 là một trong những dòng xe thì rất nhiều anh chị em bà con cần để đi, mà cho những ai mà đang cần đi làm đi học mà không có bằng lái thì đi rất là tiện luôn. Con này là phiên bản đèn tròn, cái này dành cho nữ đi thì nó hợp nhá. Còn màu này thì kể cả thậm chí nam mà đi cũng được. Mẫu này thì ai dành cho ai mà nhỏ con thì đi rất chi là nhìn rất chi là này và nọ luôn. Còn nếu anh chị em bà con mà bỏ tự bự con xíu thì mình sẽ chọn những cái mẫu xe khác nhá. Con này thì em Miền bán với giá là 9 triệu đồng bao ship nhá. Về cái máy móc và đầu nồi thì khỏi bàn cái, tại vì mẫu này là đời sau cùng rồi. Đời 2019-20 thì về máy móc thì mọi người không phải suy nghĩ nhiều. Bao 100% trên đét nhá. Và bên này thì là nó đời cao hơn nữa. Con này 9 triệu, con này là cặp này là 10 triệu rưỡi. Thì để nói tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy, thì thực ra mà nói thì nó cũng đẹp như nhau. Nhưng mà mẫu sau này thì nó là đăng ký đời 2020-2021 thì nó cao hơn 1-2 năm. Thì gặp xe này thì em Miền bán giá là 10 triệu rưỡi nhá. Về máy móc thì em Miền bao cho mọi người 100% là đầu và nồi còn trên đét luôn. Còn về cái sản xuất là cái này mọi người đừng có nhầm lẫn của Honda nhé. Mẫu này là của Hàn Quốc hết nhá. Mẫu xe 50 đời mới này là của Hàn Quốc đó. Nói sao có sao nổi vậy, để trường hợp anh chị em nhận xe mua bị nhầm rất chi là tội nghiệp, mất công đối trá rất là cực luôn. Đó, đây, xe này rất đẹp mới này. Đó, những bạn nữ nào mà cần xe 50 đi làm thay vì mua mới 14, 15 triệu thì bây giờ chỉ cần bỏ 10 triệu rưỡi mà xe mới tinh luôn. Tiết kiệm được 4, 5 triệu cho mùa dịch là quá tuyệt vời rồi. Mùa dịch cái gì cũng khó khăn, mình tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy ha. Bên này là phiên bản màu lốc đen, bên này màu lốc trắng này. Đó, tùy vào cái màu để người ta thiết kế rất đẹp luôn. Con này biển 72, con này biển 61. Và em bên này là biển 66 nhá. Đó, quý anh chị em bà con quan tâm em nào thì cứ chốt đơn, em Miền sẽ hỗ trợ ship hoặc là đặt cọc trước, bữa nào hết gì kỳ ghé lấy nhá. Và ngoài ra thì em Miền có mẫu xe 50 của xe SYM. Thì nếu mà mọi người mua thì nên chọn của mấy cái mẫu xe Hàn Quốc Cúp hoặc là xe SYM thì độ bền nó có hơn. Nhưng mà nếu mọi người mua mấy cái dòng Sirius với Way Alpha mà của Trung Quốc đồ thì rất là nhanh hư luôn nhá. Mọi người đừng có nhầm lẫn nha, tại vì Sirius 50 là xe của Trung Quốc và xe Way Alpha 50 cũng là của Trung Quốc nhá, không phải là của Honda đâu. Đó, nên là nếu mọi người chọn mấy thằng SYM này, dù sao nó cũng có Đài Loan thì vẫn có tiếng tăm hơn đúng không? Con này là biển số 69AD02559 con này. Và đây là mẫu SYM. Hai con xe này thì con 69 và 59 nhá. Con 59 thì biển Sài Gòn thì giá nó cũng cao hơn và nó đẹp nhích hơn xíu, thì chị Yến đang bán giá 9 triệu đồng. Đó, đầu và nồi là 100% rin đét. Mọi người xem tem rin này, nước sơn rin này. Xe này cực kỳ mới và đẹp luôn nhá. Nói chung là tiền nào của đó thôi, mình tài chính bao nhiêu thì mình chọn bấy nhiêu. Đó, và bên này là con xe này là 8 triệu đồng. Thì em Miền nói thật luôn, nếu mọi người mua mới mấy mẫu xe này bây giờ cũng 14, 15, 16 triệu đó mọi người. Nhưng nếu anh chị em bà con mua xe cũ thì tiết kiệm được thêm tầm 5, 6 triệu cho mùa dịch. Thứ nhất, thứ hai là sau này mình có muốn bán lại xe thì ví dụ mình mua 9 triệu thì ít ra cũng bán được 5 đến 6 triệu nó cũng đỡ nhá. Và đây là chiếc xe này đi bền này. Bạn nam nào nên chọn này, con này là của Galaxy ấy, đi cực kỳ bền luôn. Con này cũng 50 luôn nhá, và 10 triệu rưỡi đời 2018-19 luôn. Con này xe 50 này mọi người mua mới là 20 mấy triệu luôn á, Galaxy. Mọi người không tin thì cứ ra hàng biết liền luôn. 59XB02545 xe chính chú luôn nhé, biển thành phố Hồ Chí Minh. Đó, tạm cái này là 10 triệu rưỡi nhá. Còn em bên này thì cũng SYM nhưng mà nó xấu hơn, cũ hơn tí thì em Miền bán 7 triệu rưỡi nhá. Tuy là xấu cũ hơn nhưng mà máy móc vẫn êm vẫn ngon này. Dàn chân ốc tán sáng và đẹp nhá. Đó, như vậy là xe 50 thì em Miền có một loạt ở đây. Và ngoài ra thì em Miền có thêm một chiếc xe tay ga 50 12 triệu 800 ngàn đồng. Em Miền sẽ review cho anh chị em bà con cùng xem luôn. Tại vì nhà chật quá, tính ra là mình đậu sát với nhau luôn để cho dễ quay, nhưng mà chật quá không có chỗ để và đưa ra đây.
Con này thì là nó là hiểu kim cô. Cái này thì xe này cho bạn nữ đi tay ga quá đẹp luôn, xe 50 nhá. Con này thì giá bán là 12,8 này. Và người mua mới là hình như cũng 21,2 triệu ạ nhá. Hai gương rin theo xe màu đỏ trắng này, biển 64EA01368 nhá. Xe đẹp liền lạc từ đầu tới chân và máy thì khỏi bàn nhá, bao êm. Và tất cả xe thì đều bảo hành cho mọi người 1 năm. Như vậy là tại thời điểm này thì xe máy Thanh Đoàn có tới tầm khoảng gần 10 chiếc xe 50. Nếu anh chị em bà con quan tâm dòng xe 50 thì cứ liên hệ với mình nhá. Và mọi người cũng đừng buồn, ví dụ như cảm thấy máy xe này chưa hợp túi tiền hoặc là chưa thích thì mọi người cũng đừng buồn. Lưu số điện thoại em liên lại 0967424911 và tiếp tục cập nhật những giá xe tiếp theo. Và xe thì đi và về liên tục nên anh chị em bà con yên tâm nhá. Và xin chào, gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nhé.